đất rẻ mà giá đẹp thì anh chị mới đầu tư đúng không ạ? Thì hôm nay quý anh chị phải tin tưởng Tạo một lần nha, tin tưởng mời đợi lên một lần này nha. Anh chị có thấy không, phía trước mình đang là biển Nhân Hội nha quý anh chị, rất là gần nha. Và ngồi ra thì đây là siêu dự án Lyman, hiện tại là đang thi công rất là rầm rộ rồi. Và bên đây là khu shophouse của Lyman nha. Khu shophouse này thì hiện tại là đã hoàn thiện phần thô rồi đó quý anh chị. Và hiện tại thì công nhân họ đang thi công tiếp cái phần còn lại của Lyman. Và trước mặt của quý anh chị đó là biển Lyman, biển của Nhân Hội đó quý anh chị ạ. Và hôm nay lý do mà mời đợi lên, lý do mà Tạo muốn quý anh chị tin tưởng Tạo một lần này là tại vì rất là đẹp, đẹp một phần khu 2 thuộc dự án Nhân Hội New City nha quý anh chị. Và đây là lô đất LK 2021 của bên phân khu số 2 nha quý anh chị. Ngang của nó là 5, dài của nó là 16 và tổng của cái lô này là 80 mét vuông nha quý anh chị. Lô này thì hiện tại đã ra sổ đỏ và sở hữu lô dài nha. Thì quý anh chị sở hữu lô này thì quý anh chị cần mang về nhà và đỡ lên đầu và gối và ngủ một giấc thật là sâu. Hiện tại là chủ họ đang rất là cần tiền và họ đang gửi cho mời đợi lên với mức giá là 1.450 nha quý anh chị. 1.450 nha, anh chị không nghe lầm đâu quý anh chị ạ. Với cái vị trí mà view biển hướng đông trực diện qua bên phía này mà giá chỉ có 1.450 thì với em quá là rẻ luôn quý anh chị. Một lần nữa Đạo mong quý anh chị tin tưởng Đạo, một lần nữa mong quý anh chị mời đợi lên quý anh chị số tiền anh chị đầu tư giai đoạn này. Một cái thị trường có sóng, mời đợi lên tự tin sẽ ra hàng cho quý anh chị đó, 1.8, 1.9 mang về cho quý anh chị 400-500 triệu tiền bình thường như quý anh chị. Cuối cùng, mời đợi lên xin chúc quý anh chị xem cái video này sẽ cảm thấy là hạnh phúc hàng tề khi được sống ở cái thành phố biển Quy Nhơn, thành phố biển Nhân Hội như thế này nha quý anh chị. Mời đợi lên xin phép được chào quý anh chị. Don't try this yourself.